Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và trong video này mình sẽ trở lại với cái game Aerotruck Simulator 2 ha. Thì tập trước mình có làm một video nhỏ nhỏ về cái con xe Volvo B12 BTX ha. Thì ok, như bạn ủng hộ. Và con này mình đã độ, tập trước mình đã độ gần 10 phút cái con này rồi. Bây giờ là để mình độ sơ sơ là có nhiều vài cái, như là hôm bữa có nhiều bạn kêu là độ chưa xong hết á. Nhất cũng còn vài cái chứ không có nhiều. Để mình đi độ cái đã. Tập này là chạy luôn ha, khỏi độ, độ ít ít lại thôi. Đây, hôm trước mình nghỉ trước buồn ngủ quá, nghỉ để chưa về tới nơi nữa. Rồi ok, finish luôn đi. Thì hiện tại thì mình đang trong thời gian là thi, ôn và thi, cho nên là mình không có chat được với các bạn, không có gọi là không có comment, không có xem được comment YouTube, không có xem, không có trả lời được ha, cho nên các bạn thông cảm. Ui, con này, ui con này tại cái bánh lái không có được rộng ta, bẻ hồi là hết bánh hết dòng rồi, chưa tới được 2,5 vòng nữa. Đây, 1 vòng hết. Mình nhớ mấy con bus Việt Nam là như cái đánh lái của nó tới 2,5 vòng lận, đánh rộng lắm, còn cái con này đánh chút xíu là nó quẹo rồi. Ok, bây giờ dòng đầu ra ha. Đương nhiên mình đổi cái càng, quên nữa, cái càng này nó khó chịu quá. Tắt đèn đi, trời sáng mà. Tập hôm trước bạn nào chưa xem thì có thể vào vô kênh của mình để xem lại cái tập trước, là tập chạy con Volvo này đi tới khúc này. Buồn ngủ quá, đi ngủ luôn. Okay, xuống mà mình cái lên từ thu phí ha. Rồi 11 euro. Rồi tới cái lên dạch đôi vàng ha, thì mình nhớ dạch đôi vàng này là đường nó ghi là đường cấm vượt. Cấm vượt cả hai lên luôn, hai bên luôn. Và thường mà những cái đường mà cán dịch này là chạy được trên 60 ha. Cái gì kia, dưới kia nét đứt kìa. Ở cái con xe buýt phía trước của mình nó giống cái hình xe mình luôn á mấy bạn. Có cái là trong game nó không có được làm giống lắm á, cho nên là nó chỉ hơi giống thôi. Đây các bạn nhìn cái con phía trước à, nó khác xe mình là bao nhiêu hết trơn á. Đây các bạn có thấy cái đầu nó giống không? Đang chạy không có nhìn được hết, chứ con này nó không có zoom ra được. Con này có phiên bản mình chơi mình lại zoom được, có phiên bản mình không zoom. Wow, đẹp quá. Có cái mình zoom được, cái mình không zoom được ha. Ôi, nguyên cái dòng xây nó có cái như cái tòa tháp á. Đẹp quá, đẹp quá. Thành phố này đẹp quá, đường cũng đẹp nữa. Đường mới. Mình còn 58 cây nữa tới nơi ha. Cái này là mình đặt đường chứ không phải là mình chở hàng. Tại vì mình không có mod cái chở khách vô. Cái chở khách vô các bạn mod thì nó giống như là kéo hàng bình thường thôi, nhưng mà cái hàng nó làm kiểu như là nó tăng hình đi á. Tuy nhiên khi các bạn lấy hàng thì nó sẽ không có khách ngồi trên xe đâu, cho nên là đây mưa rồi mấy bạn. Cho nên là mình cũng chả lòng biến kéo á. Tại kéo nó vô các bạn tới nơi phải lùi hàng vô, cái hàng nó mới lùi khó lắm. Nó là thực chất nó vẫn là một cái thùng kia, cho nên khi mà lùi nó cong cái thùng tùm lum hết trơn á, mình cũng bỏ luôn, chạy xe không nhất đã. Mấy thùng nó như con tấn á. Chở người à. Thì cái vấn đề như cũ đó, mình nói là nhạc á thì mình không có mở ha. Bạn nào thích nghe nhạc nào nhạc kia thì các bạn có thể mở ngoài trang web
cảm giúp mình, tại vì mọi người một ý mình không có giải quyết hết được. Mưa rồi nhưng mà mưa nhỏ chứ không phải mưa lớn. Con này chạy đá quá, chạy đầm mà chạy đá. Ui các bạn nhìn trên kia nó bão, nó chuyển mưa đen thui luôn kìa. Đây. Nó chuyển à. Đen hết trơn luôn. Mà mưa chưa có lớn à. Cho vừa cái mấy anh ơi. Xe. Rồi mình sắp vô tới thành phố rồi. Thôi xe xuống rồi, phải không? Ở đâu? Có xe đâu? Cái trailer của thằng nằm nó đậu giữa đường á. Làm tưởng đâu có xe. À, nhìn đèn đỏ. Rồi, tới nơi, để mình vô mình sửa xe cái nè, đi đường kia vòng qua. Sửa xe cái đã. Để mình xem là hôm bữa mình còn độ vài món mình chưa có độ xong hết ha. Nhóc luôn. Thôi. Rồi. Nhìn mà chết quá. À mấy cái slot này mình có thể gắn thêm đèn ha. À mà có thể gắn thêm càng, mà gắn càng thì nó nhìn nó hơi. Từ từ để mình chỉnh lại cái càng này cái đã. À cái này hai cái đèn bên đầu trên cùng á. À, càng nó nằm phần nào ta. Tùm lum hết trơn á. Mình biết cái phần càng nằm phần nào luôn trời. À đây phải không? Đúng rồi. Ok mình chỉnh qua Volvo Horn Style 2 ha. Chỉnh qua Style 2 xem nó như thế nào. Cái này mình cũng có thể được chỉnh càng đèn thoải mái ha. Có Screamer nè. Rồi, chơi dàn đèn 50k đi. À, đây. Nhìn nó ra gì không ta. Được má, trời đẹp. Ôi đẹp. Ôi đẹp. Đây hai con đèn mình mới gắn nó nằm hai bên này ha. Rồi bây giờ cái này rồi, cái này là cái thảm bên trong nè các bạn nhìn nè. Đây là cái miếng như cái lót sàn bên trong xe á. Để gỗ cho nó gọi là tao nhã. Ôi mẹ ơi. Ôi gắn nguyên đám là chật chết quá. Cái Adidas nữa cả, Apple, Germany, Homa, Iran, Nike, Pick, Sweden, Turkey, Volvo. Nhóc luôn. Có cả đá banh nữa. Arsenal rồi, Barcelona, Liverpool. Này gắn đèn này nó đẹp nhưng mà nhìn con xe nó hơi bị xấu. Cái đèn nhỏ thôi. Giờ gắn so le đi. Chạy đèn cao.
cái khúc này là nó một bên do cái logo của Volvo đó giờ là nó đi xéo á, cho nên là khúc này có cái không ha. Để mình đẩy mấy cái này vô màu này cái đó. Rồi, thôi kệ lên full màu luôn đi. Để hỏi coi nó ra màu gì. Mà là coi nó ra cái gì. Rồi, dưới này hai cái này mình có thể đặt được đèn nữa ha. Cái đèn hai cái đèn gì á? À, kiểu như cái đèn bình thường hay sao mấy bạn ơi. Rồi, Rinian. Cái này là màu 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 ghế, màu ghế, màu ghế bên trong xe. Cho ngoài này đi, cho nó trắng, màu trắng nữa rồi. Cái này là mấy cái rèm ha. Như kiểu mà dán lên trên kính đó. Cái kia là nó dán lên trên kính. Hai cái gương. Rồi phía trước như đây là xong rồi. Ôi bỏ đi, quên rồi, bỏ cái tấm kính này luôn đi. Nhìn nó thì ghê sao sao á. Ok đỡ hết rồi ha. Rồi bây giờ mình xem tuyến đường đi cái nè. Bùm. Nhìn con xe như kêu mà đi như là trình diễn hội chợ đi đâu á. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới trên thành phố Orso ta. Nơi này có cái bánh tàu nè. Không, mình có đi Thần Phát chơi đi. Đi đi từ đi từ đây tới đây là như ta. Go to go there. Đây cái này là từ bến cảng ra ha. Đi từ đây lên tới thành phố Otepo là tầm 366 cây. Đây vô thẳng thành phố này luôn. Ok. À thì hôm trước mình có nói cái vụ mà cái vô lăng thì mình đã nói bên game American Truck rồi ha. Bạn nào mà không có xem video đó thì xem cái này thì cũng đi phần này là mình chỉnh mấy bàn phím ballet bằng chuột. Cái thanh này tắt vừa vừa thôi nha. Tắt gọi là xíu thôi, nếu mà các bạn kéo tới cao các bạn quen chuột nó quay ghê lắm, nó nhạy lắm. Còn cái thanh steering non-linearity này bữa mình cũng giải thích rồi, nhưng mà tại con xe này nó quên. Con xe này nó không quay được tới hai vòng, nó quay được mới có một vòng, qua được chút xíu nó là hết rồi, cho nên là mình không có thể hướng dẫn được. Cho nên các bạn cứ tìm cái video kia các bạn hướng dẫn, thì nó nôm na là cái dòng steering non-linearity đó, là khi mà các bạn quay về giữa, cái vô lăng quay về giữa thế nào, nó có cái độ chậm, delay nhẹ khi mà các bạn về giữa mà quay nhích vòng bên trái hoặc bên phải. Cái đó lúc trước mình chỉnh nó dành cho khi mà trên line, hồi đó mình hay đua xe trên line chạy cao, chạy tốc độ cao nhích nhẹ cái nó hay bị lật xe, lúc đó còn chạy bằng chuột chưa quen thì mới chỉnh cái thanh nó lên cao hết cỡ luôn. Lúc đó nó chạy đã lắm các bạn, đi đừng nhanh mà cao tốc mà nó đừng thẳng thẳng này nhiều, với cái chuột nó không có nhạy cho nên là khỏe. Chuột nhạy chủ yếu là để khi mà các bạn quay tới vòng thứ hai thứ ba nó mới dễ chịu, chứ còn mà bình thường thì chuột mình thấy nó cũng như nhau đây nè. Chồng cái độ nhảy các bạn chơi quen như thế nào thì các bạn chỉnh như thế đó thôi. Ủa, xe này hôm nay nhún đá vậy. Họ nó nhún kìa.
Ồ, nó nhúng các bạn nhá. Ồ, nó nhúng rồi, trời ơi. Đã quá, đã quá. Thì hôm nay nhúng được chứ, nhớ đâu có nhúng được chứ. Chạy nó băng à. Đơn như cái cơ vậy. Nó nhúng 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 rồi. Rồi, nhưng bắt đầu có vẻ mưa lớn rồi. Kệ đi, không sao. À, quên thử kèn cái nè. Kèn này cũng được, đỡ hơn cái kia. Đơn cái âm binh được định nữa. À, cái đèn 50k này khi mà nổ máy thì nó sẽ có một cái viền trắng trắng xung quanh nè. Rồi, ok, bây giờ chạy. Mà con mắt cho nên là có gì các bạn mặc cả không sao hết trơn. Mình chạy con này cảm giác như đang chạy để đã thật thật sao. Mình đang nhìn gương dễ nó canh canh đường như nó chuẩn. Rồi mưa lớn các bạn. Hay mưa lớn, mưa lớn. Trời mà nó âm u sấm chớp tùm lum hết trơn. Thấy các bạn nhìn trời đen thui luôn. Ok, mình quẹo ngay khúc này ha. Đó, hôm nay nó nhúng quá trời luôn ta. Gắn cái gì bậy không sao nó nhúng đã vậy. Mấy con này thì nhìn nó tầm tầm giống mấy con Hyundai mà đây Universe phiên bản 2-3 triệu chỗ Việt Nam hình như bây giờ nó giống với con Phương Trang hay chạy á. Đây là chơi mưa bão luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta xuống đường nhỏ. Đường nhỏ nó cho nó cán dịch trắng đôi luôn hả. Thích mình dược thôi đâu sao đâu. Không quan tâm hết trơn. Mình thử không bật kẹt nước thì là bạn sẽ thấy nó hơi mờ mờ chứ thôi. Cái này thì bên này chơi game cho nên mình cũng thấy nó dễ nhìn nha. Một phần nữa là bên này nước ngoài nó xá nó ơi, ôi đường một chiều, à đường đang sửa. Đường xá nó cũng như Việt Nam mình. Tại vì nhà sát đường như lại đông đồ này kia, xe máy rồi cho nên cần phải tập trung cao độ. Nhưng mà hòn nước mà nó kiểu che cái hơi là xong luôn à. Này thì đâu có gì đâu, Bigfoot không à, hai bên rừng rậm nè. Chạy hòn Bigfoot nhảy ra nó hùng cái. Tới trạm dầu xăng dầu ai đỡ gì đỡ đi tôi đi. Ơ các bạn thấy nó nhá đèn với mình không? Mình nhá đèn nó nhá này với mình. Có như là một số thằng rồi. Không, thường thường các bạn đá pha hai cái là họ nó nhá lại. Có mấy thằng thì có đèn phía trên thì mình dễ nhận biết hơn, còn có đèn thì mình hên xui nhìn vô đèn dưới của nó đó. Sẽ con nghĩ đi. Đó nó mới nhá các bạn. Thằng xe tải nó mới nhá đó. Kẹt rồi. T
thê thở không nổi đâu, đi chơi mấy càng Innova nhét vô xe này. Nghe nó kỳ kỳ, chú dướng tay thì sao? Rồi, đây là đường bình thường. Ok ok, nó quẹo nó quẹo. Ai da, nãy giờ không biết mình ngáp bao nhiêu lần rồi á. Con xe em có biết không nè, chứ mà đang chạy mà thằng nào nó xuống bất ngờ cái là xong luôn à. Ok, mình sẽ để góc nhìn này mình. Ui, trời, ghê quá. Để góc nhìn này nó không có quen đường, khó quá. Nhưng mà cũng được, kiểu để góc nhìn như kiểu mà mình đang là khách á. Ở băng cuối mình đang nhìn trong xe ha. Cũng được, khó lắm. Những căng được con xe. Chỉ có nhìn bên ngoài là căng không nổi thôi. Miếng nó dướng dướng cái gì mà tao không nhìn được bên trong, không có căng, không có chịu luôn. Ây da, tôi chạy lụa ghê. Đây, thôi, thấy không? À, khi mở đèn lên thì nó sẽ như thế này. Sáng trưng luôn. Trời mưa cứ mở đi. Sao? Cháu nó tắt đi. Tắt luôn dùm cái. Cháu mở lại đi. À, mở lại nó có cái đèn phía trên nữa các bạn. Như cái dãy led đó. Tôi mở luôn cho nó sáng. Ô mô, trắng sáng. À, các bạn nhìn bên xe nó nhúng nhúng nó đã không? Cái mình mong chờ nãy giờ nó nhúng rất là đã. À, cái mặt gì? Oh, nhìn nó hơi kỳ kỳ vậy sao? Không có sao đâu. Nó kỳ kỳ cha đó, mình thấy đẹp là được rồi. Hỏi mình nói mấy hàng trong game á, chứ còn mấy bạn thì người nghĩ mình xin giơ tay rút lui thôi. Thôi xong đời. Dạ, hồi chết vì ngáp quá. Đang ngáp bạn mẹ thằng lằn chui vô họng là xong luôn à. Cắt cổ, dục. Ôi. Ở nó có góc nhìn này luôn nè mấy bạn. Góc nhìn như trong Hyundai á. Wow, góc nhìn mình thích. Yeah. Ờ, nó cũng phải là. Nó có góc nhìn bình lơ nè mấy bạn. Tết không nhìn một xíu. Trời, chơi bao nhiêu lâu mà nãy giờ không biết không nhìn ta. Ok, tới đây thôi. Hay, con này cũng nhìn bình lơ ha. Cho các bạn xem. Bên bên góc màn hình, bên phải góc màn hình cũng có một cái, mình thấy được cái gương xe hả? Đấy. Thật quá. Lên. Ơi. đang chạy đang ngá mà không để ý hốt nó cái. Thôi rồi. Sao đâu, sao đâu. Xe bên vô nó cứng lắm không sao.
Ê, đi lẹ đi mày. Thằng nào đi đi đi. Không đây nè. Thằng nào đi thì đi. Đi đi ông Thiến bây giờ. Con này con mẹ con chứ con mẹ. Nhưng mà do trong khi nó làm khác hết chứ con mẹ. Vậy vậy vậy. Lùi hả? Thôi đâu cái lùi. Cái gì vậy thằng ông nội? Nó rõ ràng nó lùi mình lùi theo chứ có làm gì đâu. Rồi đi đi. À mình lùi được rồi. Rồi. Được biết điều. Đang chơi vui à. Đang làm lơ xe. Mình còn 89 cây nữa mình sẽ tới nơi. À hôm trước á mình đọc comment của video trước thì có nhiều bạn bấm chưa sao không được. Mình thấy bạn nói ghi số 0 thì mình mới hơi quan ngại xíu ha. Mình nói là chữ O trên đồng phím có đúng một chữ O thôi. Còn lại là số 0 cho nên các bạn phải xem kỹ nha. Mình không biết nói làm sao. Ok, 63 cây nữa. Ơi nó chuyển làn đột ngột kìa, nhưng mà nó chuyển lên ra mà tao, nó từ trên bên trong nó ra mà nó chơi đột ngột quá không né được. Cậu mà nó lách một lần, lách một lần, lách là hai len luôn là xong luôn. Ok, 34 cây nặng tới nơi. Fucking well shit. Rồi mình sẽ rẽ ra khúc này xuống dưới thành phố ha. Rồi ở cao tốc. Ừ, dễ. Ở lên dốc có đụng ai đâu tự nhiên bị hư hại ta. Ác thiệt chứ. Chơi nhau nói tiếng tự nhiên chơi gì đâu mà đang chạy lên nó quýnh mình cái. À rồi rồi. Cái này thì quẹo hơi sát cho nên là dính dính nhẹ dính nhẹ. Đèn xanh mà trời ơi. Đây vô xeo. À bây giờ đậu xe như thế nào? Đây đây đây. Cái đường dài là đậu cho xe dài, còn đường ngắn ngắn là dậu xe con à. Đường này dành cho đậu xe đầu kéo, xe buýt đồ. Này. Rồi, ok thì bên đây mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nhớ là đăng ký kênh của mình, like video và ủng hộ cái series game ETS2 này. Và đừng quên comment kênh phía dưới như là ủng hộ kênh của mình nhiều nhiều ha. Rồi, thì có gì các bạn cứ comment đi rồi để mình xem thi xong rồi mình thu xếp mình sẽ đọc comment các bạn sao. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.